Bơ. Bơ cả tha nhờ, mắc binh đấy. Sợ gì hít, bơ cả tha sợ gì. Cả tha hơi khỏe luôn. Đóng lờ đánh, đóng lờ sớm vào em ạ. Pháo kẹp voi, pháo bẹt kẹp voi. Hồng Anh đang hỏi đánh cái gì. Mình có biết gì, mình còn biết nhiều hơn nó đấy, đùa đâu. Mình thao tác thua nó thôi. Nó tay nó nhanh hơn thôi. Đánh thì tôi gì, chắc gì. Chan chan cái hướng voi cái kia, à vàng cái kia. Đấy, đóng đóng nhà cái hướng bãi vàng này này. Anh Dung ơi, đóng vàng, hướng bãi vàng nhà hàng 6 ấy. Bẹt kẹp voi thần. Bỏ cái kiểu ấn can trôn nhá. Đánh cái này là phải đánh theo kiểu chỉ vào nhà mà xin ngay lúc đầu đấy. Xây xong cái là xin luôn. Kiểu vậy. Đấy, chan hẳn ra đây. Xa rồi. Lên cấp voi luôn cho em. Hồng Anh ở nhà lên cấp voi luôn. Rồi, rồi, nâng cấp cái thần ở nhà luôn. Đúng rồi, nó phải thế. Bắt đầu biết đánh hơn rồi đấy. Vâng, đánh như thế này thì cả hai nhà đều đánh voi thì phải tí nữa phải tự ra ruộng. Vâng, nếu như một trong hai nhà đánh voi thì người còn lại có thể bơm được thực ban đầu. Đấy, kiểu như thế. Thôi học nhanh phết đấy. Từ đầu là không biết gì đâu. Nghe đúng con này, anh ấy ngồi anh ấy chỉ đạo một tí là cũng biết rồi đấy. Mai gạ ngồi anh solo cho nó mát. Vâng, thì khoảng 9 giờ thì lại có một kèo 22 BB chip boy. Thông tin thì cũng đã cập nhật update rồi. Anh em chú ý tí nữa mà xem. Không, kèo Hoàng mà nhìn vào lớp đi, nghe hơi khoai. Đi. Đang chơi luôn, đẩy cả cạ pháo lên. Di lên. Di pháo lên, di pháo kẹp voi kinh khủng lắm đi. Thế vào bên kia còn đánh cả phù. Đấy ta. Vâng, bây giờ mùa 7 đang tạt sang đây thì Hồng Anh phải chơi được thằng 7. Chơi được game thủ đô thánh. Chị dạng thôi. Kiểu những người này. Kiểu những người đánh hay đấy. Qua 4 năm trận đánh chúng ta có thể thấy được. Kiểu những người đánh đi map rất ghê. Xe nòng nói rằng kiểu những người đánh đi map hay nhất Trung Quốc. Và đây chính là bằng chứng rằng xe nòng anh không nói điêu. Ông thì lại gà đi map. Tôi chưa hỏi rồi. Mà mày biết đánh đi map không? Ông bảo không. Tôi to to ở nhà tao ít đánh. Thank you.
ghê. Hôm nay hắn ngồi hắn đánh là cười hô hố đấy. Ấy cái phù nữa này. Cái này kinh ghê à rồi. Nắm tay thật. Ý mở map ra chứ không kiếm hết bản đồ 17 với 16 rồi xem. Đánh chất là trả chất nào mình chiến bản đồ cả. 4-0 thôi, đánh thế thôi, học thế thôi. Chúng ta sẽ đến với kèo 2v2 random. Và đội hình của Việt Nam thì trên hình ảnh. Vâng, Hồng Anh vô thường, Xe Long tiểu tí ngư. Vâng, bên kia người ta cử người mạnh, trong khi đó thì bên mình ông Hồng Anh là chưa biết đánh đi map. Và phải học còn lâu. Thì lúc đầu mình vào mình phải ép ba mình tinh đi thật thế nào tạt té thế nào bên kia nó tạt nhanh lắm. Khiếp đánh 10 phút mà ông Pơ mấy ông kia ông ra 6 mấy dân, ông ra 70 dân. Kinh thật. Đánh cứng quá, đánh cứng đấy. Không phải gà đâu, không phải gà ở Trung Quốc đâu. Hàng kiểu hàng nội địa chứ không phải cái loại không phải cái loại xuất khẩu. Trung Quốc hàng nội địa của nó thì ngon lắm. Chúng ta sẽ cùng chờ trong mấy phút và